quận Ninh Kiều được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường giao thực hiện dự án cải tạo 5 nút giao thông trong nội ô thành phố với kinh phí trên 1.200 tỷ đồng. Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đã thống nhất chủ trương và kinh phí để địa phương này thực hiện. Theo đó, quận giao Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất quận làm chủ đầu tư thực hiện dự án. Trên cơ sở này, khẩn trương hoàn tất các hạng mục như thiết kế, khảo sát hiện trạng, lập phương án giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đấu thầu. Sau cái bước phê duyệt dự án thì chúng tôi sẽ tiến hành tới cái bước thứ hai là thiết kế bản vẽ thi công dự án để thực hiện công tác đấu thầu lựa chọn đơn vị thi công thực hiện dự án. Chúng tôi sẽ cố gắng triển khai từ đây đến cuối năm 2022 và các công tác thiết kế rồi lập dự án rồi bản vẽ thi công rồi dự toán của dự án, và qua năm 2023 thì chúng tôi sẽ tiến hành thu hồi đất và bố trí tái định cư cho người dân để triển khai giải phóng mặt bằng và tiến hành thi công thực hiện dự án.